Bây giờ mình phải tới Glacio, ông nhớ không? Bây giờ mình đến Glacio để Ờ, bắt đầu. Glacio có cả Titanite đấy nhá, có cả Titanite đấy nhá, cái mình cần ấy, Titanium để làm Quặng ít, Titan. ừ, dưới hang, dưới hang. Thế mà bây giờ mình phải xây một cái khu căn cứ đấy mà. Không, xây lần trước mình xây rồi mà, Đâu, đúng không? Gra, mình trước mình xây trên Không lá thế. chuối đấy. Lần trước mình xây Lần lá chuối. trước mình có, lần trước mình có rồi, ông nhớ còn mang 8 cái quạt sang không? Nhớ Có mang 8 cái quạt sang, nhưng mà không? nó cũng chỉ là một tí thôi, nó cũng kiểu có năng lượng đấy thôi, chứ nó Bây chưa có gì giờ cả. có oxy rồi, có oxy rồi, có cục oxy gen xong cắm lên platform. Ê nhưng mà Nhưng mà bây giờ bây mình phải giờ lắp thêm pin ông sao? xây thêm, quạt, 8 quạt nữa đi, với lại pin đi. Để tôi xây cái máy nén khí với lại platform các kiểu. Quạt hay là pin thì đều phải cần tích. Tôi nghĩ là mình phải dùng lắp thêm pin đấy. Tích là làm lắp pin không? Đâu dích là làm từ Falerit. Thế thì mình cần rất nhiều Harith nha. Có khi phải xuống hang kiếm thêm thôi. Ở đây có vẻ không đủ. Ở đây có vẻ không đủ đâu. Ở đây mỗi 4 cái. Không có đâu. À không, thế mà bảo cái gì máy máy khai thác quặng là máy gì? Chưa chưa, mình phải lấy titan đã, với lại lấy đủ khí đã. Saferit là ở đây không cũng thấy được không? Là Graphene sao? B không ở trong máy mình chuyển đổi là có đâu. Không, hình như không có đâu. Không, không nhớ nữa. Thế thì phải đi xuống dưới này rồi. Không có đâu. Cứ thịt đi đi, đi thì ngã. Thôi, đừng có ngã nữa. Quên bài học rồi à. Tôi Xin còn cha cái thử tóc chứ tôi còn cầm một Pepsi người. vào tiếng Việt. Saprit thì nó ở khoảng nào nhỉ? Tôi nhớ là nó là khá nhiều ở cái góc khoảng Là này. tìm tìm bị nhiều mà. Xong rồi mình bây giờ mình phải mang cái máy khí máy tạo khí lên trên đấy đúng không? Ừ, tôi đang làm ấy. Làm máy thu thập khí và làm cả cái ấy nữa. Platform, thế thôi. Platform. Mỗi cái platform với máy tạo khí thôi, còn cần gì nữa đâu. À, hộp đựng khí nữa, quên, quên hộp đựng Hộp đựng khí nữa. khí. Tôi đang làm, từ đã. Khí. Hình như hôm bữa có cái khí chưa được. Còn đi tơ tí tôi phải qua Á Châu một chuyến. Thì để tôi lấy hộp mấy cái hộp khí ấy, lấy cho nó nhiều. Hôm bữa mình hôm bữa mấy cái khí mình mang từ đấy ra về đâu. Đấy này, mái nhà đấy. Đây đây. Cái viên mái nhà Đâu này ở đấy. Có đây. Tìm đi. không thấy Thật mà nó bị tan biến rồi. đây đó, hiểu Hình như mình tôi nhớ mà thấy nhét có ở đâu. metan ạ. Ừ, Thấy mấy có tan metan thôi. Ừ, bác có mấy mấy tan về mà. để Thế mình cần gì? thế thì phải sang Á Châu một chuyến. Không sao đâu, tí sang Á Châu tí lấy nốt khí ạ. Sao? Có mình cần cả hai loại khí á? Mình cần tất cả loại khí. Nhưng mà bây giờ mình cứ chế tạm một khí để sang ấy gì á? Mình đủ Sang chế gì? cái máy à cái bình chứa khí chưa? Mình đủ Dễ rồi. mà, bình chứa khí dễ mà, Thế bây giờ silicon với sang glass đúng. sang ấy sang cái gallium trước đi, không phải xong cái à mình Ừ. set up các thứ ở gallium xong rồi mình sang cho. Nhưng phải chế độ đã. Silly và glass. Nhà mình còn thiếu năng lượng này, nói như nào
giờ dư năng lượng. Chị đừng nói là trên mấy cái hành tinh. Ở đâu? Năng lượng gió là cần ceramic mà. Thế à? À, năng lượng mặt trời biết đâu cần tích. Ông lại hỏi là Zinc. Tôi bảo là Zinc làm từ Phanerit. Tinh. Ờ. Năng lượng mặt trời chứ là cần tinh. Thì có lấy thì dễ lắm. Có lấy đây này. Lấy từ đất được mà. Cái gì mà khai thác đất. Ôi, hết năng lượng này. Ui, nhà hết nhẵn năng lượng luôn kìa. Cái máy tạo khí thì cứ đắt to đi. Nếu mà có năng lượng rồi thì bật. Hoặc là đang nung hay đang làm gì đấy, đừng bật máy tạo khí nữa. Mới vừa bật nung vừa tạo khí này nó hốc ngốn. Đấy, có lại điện rồi, không phải lo đâu. Nhưng mà để cho nhanh. Cái khí nó mình pin tạo đấy, tốt được mà pin. Là do pin thôi, chứ không phải là do pin. Mình đang ít pin quá. Dạ, cả nhà cũng mấy cục. Mình nghĩ phải chế thêm pin. Đây máy nén khí đây. Tí nữa platform mới là được. Nhưng mà bây giờ phải làm mấy cái hộp đựng khí đã. Silly với glass ạ. Metan resin. Bên này cầm trong đấy 3 cái pin nữa. Bên đây hình như mình nhớ trước có 2 cái rồi. Nếu chút có 2 cái thì còn 3 cái 5 pin tôi nghĩ là đủ để 6. Bây giờ tôi cần 5 hộp ấy nữa, 5 hộp đựng bình đựng khí nữa. 5 bình đựng khí. 5 bình 5 quát, 5 quát, 5 resin. Cái gì hey. Nữa ta? Ở bên đấy cũng có con vào nhỉ? Ồ, lần trước tôi nhớ lần trước mình sang đấy mình bị thiếu con vào. Thế còn phải cầm một con vào càng. Cầm một con vào càng chứ không có toàn đấy. Tôi cần 5 resin với 10 quá. Còn resin thì tôi nghĩ là resin bên đấy cũng có đúng không? Tôi nhớ là có mà, nên có resin mà. Nên là tôi nghĩ là platform thì sang đấy mình chế cũng được. Mình cầm cái máy chế to, mình cầm cái máy chế trung bình đi. Đằng nào cũng phải cầm, đúng không? Mình cầm, mình chế luôn cái máy chế trung bình, mình cầm đằng đấy. Cái máy chế trung bình thì cần compound thôi. Tôi cần 5 resin và 10 quát. Cái gì đấy, cái đấy nó mấy đây. Resin và quát vào trong cái máy đất và làm thôi. Chế anh ơi, càng không biết gì không, càng đào đất là file xếp nó càng nặng hơn đấy. Đùa đâu. More pinter. Medium. Medium platform A. Cái đồ nó tên là cái gì tương thứ mất đấy. À đây đây đây. Chế độ đây 2 compound. Sang đấy thì mình chế platform sau cũng được. Để chế thêm mấy đòn. Ô sao ok. Gì cái. Ông còn nung gì nữa không? Tôi cần nung ceramic. Phải nung chưa nung nguyên liệu. Tí tôi cần đấy. Đào đất thế này kinh khủng. Theo thơ. Thank you.
có bình đất, cái bình đất của ông có đầy không? Cho vào máy vậy. Tại tôi cần nhiều quát quá. Đã không? Cho vào cái máy này, à, đây, đất đi. Lấy lại đi. Nó muốn quá đó. Tôi cần thêm ceramic. Tôi cần thêm. Đấy, ceramic này này. Không, ceramic không. Cục. Ông chỉ cần 8 cục thôi mà, làm gì cần nhiều thế. Thế mới được có 4 cục. Mới được 3 cục chứ là 4 cục. Tôi có 6 cái năng lượng gió đủ rồi. Không. Trên đây mình có 8 cái thôi. Cái mình có 8 cái. Một cái này chạy 20V cơ, 20V cơ. Một năng lượng gió được 1,5. Tôi thì lấy thêm đất ạ. À. Khô vãi. Khai thác đất bô tội vạ. Clay. Mình được có 3 clay ạ. Một bình đất có 2 clay ạ. Thế thôi. À, bây giờ mình phải chế thêm một cái platform ấy nữa đúng không? Phải là chế máy ấy à? À, bây giờ mình phải chế một cái platform cái gì ạ? Một cái platform để mình đứng. Đứng cái gì? À, mình cái platform để đồ ấy. Cái platform to ấy. À, cái platform 8 ấy. À. Đây. Hứ, chế đi. Cần resin. Dễ mà. Hai resin. Trời ơi, đào đất vụ chuyện vạ quá. Cha hết sơ cả đây xin rồi. Thế mới bảo. Rồi ơi, cho tôi xin đi đây xin đây. Đây xin ông đào đất đi, tôi nói thật đấy. Tầm này thì không thiên nguyên nhiên gì nữa. Ở đây, đây xin đây có đấy. Ai đặt đây xin cái platform này vậy? Thì tôi cần mà. Tôi cần nên tôi mới đặt ở đấy. Được. Cái này đem đi. Thì để tôi làm bình khí chứ sao? Nếu hiểu. Máy này cần nhiều resin hả? Làm bình khí cần nhiều resin đấy con. Ồ. Tôi cần resin cơ mà. 5 resin cơ. Ừ. Rồi, uống làm cái chả ăn. Phải đi lấy resin. Trời ơi. Chấp nhận sự thật đi. Thiếu một cục resin ạ. Bình tĩnh đi. Thật ra là 5 bình này để tôi làm kệ một thẻ luôn. Đống đồ này là tôi đang để chế mà. Đồng thêm ít quặng, đồng thêm ít clay á. Ôi sao cái clay của tôi có 2 cái này. Ai lấy hết rồi? Đâu? Đâu? Nó ở mặt sau này xem phải không? Không.
biết. Tôi biết clay của tôi làm ba cái clay thôi là còn có một. Gì đâu. Tôi đang bận rộn công việc của tôi đây. Mai mình đã có 4 cái. Đất ơi là đất. Và có cái hang ở đây này. Thầy tội lỗi quá. Cao đất nhiều quá. À, hai quát nữa thôi. Thật thở, cái tu viên to, tu viên gió to thì cần gì? Đừng, thật đấy, đừng có làm tu viên gió to. Tu viên gió nhỏ là cái value nhất rồi. Mặc dù thứ nhất là cái to nó tốn điện tích, thứ hai là khó chế hơn. Nếu thay vì chế, tôi đã bảo thay vì chế một cái to thì ông chế nhiều cái nhỏ. Ceramic là quá rẻ rồi, cái clay là quá rẻ rồi, ông lại đào được đất. Hiểu, nhưng mà cái kia thì nó cần cái gì? Kia là cái gì? Nó aluminium. Alu, bây giờ ông lại xuống hang lấy laterite, có phải mệt không? Alu mình cũng có làm nhiều mà. Để quạt gió luôn đi. Mấy được 6 cái. Hai cái nữa. Ok, cái này tôi đang làm clay, ai lấy mất của tôi rồi. Ok. Đất ở trong này đâu hết rồi. Còn làm quát rồi. Nhưng mà nãy tôi vẫn phải lấy đất để làm quát mà, nếu hiểu. Tôi thấy có sẵn đất đéo đâu. Thôi đi, đừng có đi đâu. Tôi lấy sẵn đồ. Cái sẵn nào nãy giờ vẫn đi đào. Thế là tôi cũng coi như cũng xong việc của tôi rồi đấy. Xong việc của tôi đấy. Lúc này ra clay, à lúc này ra ceramic ngoài. Đấy, thế là xong. Chế thêm 3 con to nữa. Chế medium wind turbine à? Đấy, chế được cái. Càng nóng hơn tư mà. Cái ấy không biết được nóng. Để xem nó được bao nhiêu. Ai nám vào nhỉ? Được bao nhiêu năng lượng. Không có nhìn vào cái đấy là được. Chỉ chuột vào cái đấy là được. Thấy không? Hay nó đang không chạy, đang không có gió. Không có, bình thường cũng vẫn nhìn được mà. Đâu, cái medium đấy. 5V trên giây. Còn cái gió nó đây mấy vốn? Đâu? Một à? Đâu? Cái này là cái gió mà, gió cái gió bé xíu này hả? 1,5. Cái này là 5. Thế này cái này gấp mấy lần rồi nữa? Cái này chế được. Cái rít nó không
đào đất đấy được. Để đó. Lát theo đấy được, đào đất lấy được. Ơ, cái mày lấy khí đâu cả đây. Lát ớ, giữa lát theo đấy là nó hơi khó kiếm hơn một tí thôi. Ơ, ơ, cái máy này lên, đất này. Tôi vừa mới đụng ở đây, ai lấy của tôi rồi? Không ai lấy cả, nó bên cạnh cái máy chế đấy, thấy đấy, thấy nhói không, ngay cạnh cái máy đấy này, thấy không? Chế theo cái kia này tụi đi, tôi muốn có con storage to. Gì cơ? Tôi muốn có storage to. Storage to là gì? Trên lưng cầm một đấy mà. Trong nhà vừa bộ thân em. Thì tôi đang cố để sắp xếp này. Tôi thì gần như là xong phần việc của tôi đấy. Xong vẫn hết rồi đấy, không còn gì đâu. Cầm thêm compound theo thơ thì tăng đây có theo thơ. Cầm thêm theo thơ. Compound thì hình như tôi nhớ không lầm, bên này có đấy. Nhớ gần nhà có cái bãi theo con tao khá nhiều mà. Đấy, cái bay này. Đi ra đào cái này đi ấy. Không có gì ở đây gọi là biết thế. Biết thế đã giàu. Biết trước đã giàu mình. Tôi đào cái này đào cả quát rồi, không hiểu. Kia đặt được vào đây đúng có cái bọn nhỏ nào nhỉ? Ui, chế gì to đấy? Đâu, tôi thấy bé tí mà. Cái to này, platform gì to này? À, extra lab, platform. Đem đi. Thế để đựng khí thôi. Cho đỡ bị bừa bộ nhà. Nếu mình có bao nhiêu bài? 22.000 à? Để họ cần phải research luôn ạ. Ông kia bỏ sơ với máy đi sớt đi. Đâu, máy đi sớt nó vẫn đi sớt mà. Nó có bỏ cái gì để đi mấy cái lần trước mình cầm cái cục về đi sớt 8.000 mấy. Cái cục trắng này mãi không xong ạ. Ừ, đấy nó vẫn đang đi sớt này. Ê, cái cục trắng này ở trên hành tinh Glacio cũng có nhá. Thật đấy là này thì có thôi.
chưa? Đủ chưa? Ôi đâu, khoan từ từ. Cầm ông mang trong... máy in đúng không? Máy in với platform, để in platform đúng không? Ừ. Tôi được kiểm tra mấy cái máy research của mình á. Máy scan mình á, tôi làm cho nó à? Đâu, không, không. Tôi cầm theo... tôi cầm theo một cái máy chế nhỏ này. Một cái... pin này, máy chế ấy này. Máy chế nhỏ. Máy chế medium ấy. Ờ. Đấy cái gì? Tôi cầm theo đấy chứ. Pin. Quạt ló. Ờ. Cái này resin, cầm theo ít resin chẳng may đến đấy, chắc phải đi tìm. Không phải cái medium storage ở đây rồi này. Không cần chế này. Cái gì? Medium storage thì... Như xin tôi thì muốn mang con bao. Ừ, mang con bao đi. Mang được ít thứ. Medium, à đâu, medium storage đi. Là sao? Mang compound thì ba để trên lưng thôi, compound để trên lưng là được thôi. Nhưng mà không có chỗ thì sao? Cứ để đi, thiếu thì tính sau. Đấy nhá, khí tôi đựng ở cái platform to đùng rồi nhá. Và anh to thế. Tôi cầm theo resin này, tôi cầm theo mỗi một cục compound. Hơi ít không. Bà cầm còn bao nhiêu slot thì cầm nốt compound. Ờ còn. Bà cầm bao nhiêu slot thì cầm nốt compound nhá. Cái rô này nó không hoạt động, mẹ nó chứ. Ai tắt đi đây. Thôi. Cứ từ từ nó sẽ hoạt động lại. Mấy ông có ấy không? Ông có lên iShop luôn không hay là như nào? Thì phải rẽ qua Casio để scrap các thứ xong rồi rẽ chụp sau. Để tôi còn mang thêm mấy cái bình này đi. Để làm gì? Ồ, thì để lấy khí. Sao? Tôi sẽ mang hai bình đi. Để một bình ở Casio, một bình ở Achok. Mang bình. Bên Achok là lấy ba khí cơ mà. Nhưng mình cũng ở bên đây mình thay đổi đâu. Thì rồi nó có một máy mà, một máy chỉ lấy một bình, một loại khí một lần thôi. Tôi đợi farm. Chỉ có để hết bình bên đấy thôi. Xong khi nào mình đem về. Ừ thì đấy, xong rồi mấy con bác cầm các thứ mà cần đi. Rồi còn dư slot thì lấy thì sang. Còn cái này này, cái fuel này. Chưa có fuel, chưa có đấy để đi này. 50% mà đủ may sang Casio rồi đấy. Thế sao ông không tính về à? Ừ, bay sang Casio rồi, bây giờ cầm theo một cái để bay sang Achok quay về nữa. Hoặc là nếu mà chắc thì cầm hai cái đi. Phải chắc. Ờ, hai cái đi. Lại cần clay đấy. Nhớ mà. Clay mẹ tôi đang thêm ít về. À đâu, alu với lại ammonium chứ. Mẹ. Ammo thì khó nhỉ. Lại. Pin này. Năng lượng gió cầm rồi này. Các thứ cầm rồi này. Ờ, có cần nếu mà để tôi tạo cái compound đây nhá. Đỡ phải đi đào. Mặt đất này. Tạo cái compound từ đất. Ngủ bên ấy chốc luôn. Hay là đi mỗi người một tàu. Tại vì tôi sang ấy chốc thì tôi cũng ấy chốc bây giờ kiểu gì mà chỉ phải sang cái đấy không muốn làm sao tôi cầm hết tất cả mọi thứ sang Casio được. Kiểu gì phải sang bên Casio. Bây giờ tôi sang đấy, tôi cầm mỗi pin với cả năng lượng sang đặt vào đấy xong rồi hết tôi sau cầm được cả cái máy rồi cả bình khí bình các thứ linh tinh chế hộ cái hộp khi ấy
cái gì? Hộp hộp đựng nguyên liệu để đem titan về. Hộp đựng nguyên liệu gì? Hộp đựng nguyên liệu ấy. Trên đây cái này đi. Ừ. Cầm luôn này đi. Tôi chế thêm. Ơ kìa, hai cái này đựng rồi. Hộp đựng nguyên liệu ấy, chế được cái gì? Ờ, nhìn trong này bình ấy. Mày bé này. Chính xác, chính xác. Để tôi đi chế thêm... Đi, mày khó gì vậy? Lát platform á, không cần chế platform đâu, không có chỗ này đâu. Sang đây rồi chế. Tôi đâu có sang, tôi có cầm sang đâu. Tôi chế platform để được nguyên liệu chứ, liên quan. Được nguyên liệu đi. Mày có tương lai. Cái gì cơ? Chế platform để được mấy cái hộp được nguyên liệu. Không lẽ vứt bừa ở nhà. Đây đúng không? Cái này đúng không? Cần plastic của glass. Cái này đúng không? Bên thì dùng cái canister này đúng không? Rồi số canister này đúng không? Xem vào. Đúng rồi đấy. Rồi cần cần silicone đúng không? Đúng không? Ừ. Cần plastic với glass. Plastic, glass. Ừ, glass. Quát này, plastic là cái glass là cái quát nung ra này. Plastic là từ đâu nhỉ? Plastic ở trong máy tổng hợp ấy. Plastic là từ carbon với cả compound khá dễ. Cái hộp đấy dễ mà. Bây giờ cứ để lấy cái gì mình phát cái hộp đấy theo. Cho được nhiều. Ôi điện tí lẹo teo. Ừ, bật cái máy đúng. Vừa bật máy đúng, vừa bật máy đó. Tạo khí là nó đủ điện mà. Đục đầu vãi ra nha. Tính ra cái chỗ những cái quặng mà sau cần phải nung thì mình để bên này đi. Đó. Mình không cái chỗ cái quặng này quặng nung rồi ấy. Cái chỗ này cứ để quặng nung. Đấy. Cầm tính sai. Để đây này. Bạn ơi. Để trên cái platform này này. Có là xa quá đây. Mỗi lần đi xa. Hôn rồi. Ôi, sao đi sợi sao? Ông để đấy thì khác thì để đây. Để đây mình lấy cho dễ. Ông mình tạo xong thì vứt ra cho dễ. Nhưng mà tạo thêm nó nguy cơ bị mất. Để đấy cũng mất. Thế nó để, làm để nó ông có lát ôm siêu to khổng lồ. Để cả đống đấy ok chưa? Ôi, yếu điện máy này nó không in được. Ừ, bây giờ nó không tắt tạm cái khí đi, hiện tại giờ mình đã dùng đến đâu mà mình cần nhiều quá thì buông mọi người tắt đi không à, sao mọi người tắt đi thì mới có điện đây, trông mày yếu quá không nung nổi cái này có lấy giờ không xong à, biến một mạch này mình đã cần thế ngay đâu, tôi cần làm gì hiện tại mình đã cần làm gì đâu. Oxygen à? Sao tôi cảm thấy cái nhiệm vụ của mình làm chậm vậy nhở? Cái ấy mất máy đâu rồi? Ơ? Cái xe đau à? Cái carbon tôi đừng... Carbon tôi không thích carbon này. À đây này. Đấy. Ôi bây giờ muốn thêm một cục quy tê nữa thì... Unlock 100 cái nào à, cái gì à? Ê, trên người ông có cầm cục quy tê nào? Quy tê là gì?
với TRTG ấy. Không, tôi chẳng cầm cục nào. Không cầm cục nào luôn á. Ừ, không, tôi để cục ở đây đấy, đấy. Tôi không có cục như này ở nhà này, đấy, đấy. Đấy. Khó thật. Không. Mình làm nhiệm vụ đi, để nó thêm mở thêm cục QT này. Bây giờ bà còn mình... thuốc không? Để làm gì? Ông thấy trên ba lô của tôi nhiều này. Còn 2 slot. Đấy đấy, thì cầm thêm có bao đi thôi. Đủ chưa? Còn thiếu gì không? Chết lại đi. Tôi nghĩ là không đâu. Thế thì chuẩn bị đi thôi. Sẽ cầm thêm 2 của con bao. Hết. Tôi cầm cái xịt. Cầm cái hộp đựng nguyên liệu rồi đúng không? Hộp đựng nguyên liệu gì? Cái hộp ông vừa chế ấy. À rồi, đấy, cầm nó. Đủ các thứ rồi. Tô viên gió thì cả để trong này sẵn rồi. Bà cầm mấy cái bể phóng ấy? Rồi, tôi cầm 2 cái. 2 cái thì cầm gì đó. Xong rồi đi không? Thôi chưa? Đợi in cái này. In cái này để sau này đựng đồ rồi nó giống cái nhà kia của tôi kìa. Để đằng bên này, để đằng bên đựng máy. Chỗ này là đựng khí này, bên này đựng... Bên đấy, bên đấy đựng khí, bên này đựng quặng đi. Cho đằng bên này. Bởi vì thật ra quặng chủ yếu mình làm ở bên này. Rồi. Tôi cứ để đấy đã, buông làm gì. Đi đi. Thật ra là khí mình cũng cần chế bên đấy mà chẳng mình chế khí bên này nhưng mà đến lúc cũng phải vác sang kia để thôi rồi đi thôi bà lái cho chắc được tôi chưa lên nhá từ từ nhá rồi lên rồi đấy phóng đây cái này nó có nguy hiểm chắc trở gì đâu ấn mấy cái nút thôi mà. Chính vì nó chỉ cần ấn mấy cái nút thôi nên là nó mới nguy hiểm đấy. Chẳng may ấn sai cái nó không làm lại được. Đó. Được chứ. Bay. Chỗ trước mình để về gần rồi đúng không? Tôi không nhớ đâu. Nhưng mà... À đâu, hình như không hay sao ấy. Từ. Để mà. Tôi nhớ có một hành tinh nào đấy mình không để bê cân. Đúng rồi, chính xác. Hình như là đây sao? Hình như bên này tôi chỉ nhớ nó gần cái ấy thôi nên là từ từ tôi cũng nhớ là gần cái cục kia đúng không, gần cái cục tele chỗ này không? Không, gần ngay sát cục tele luôn đấy đúng không, hình như lướt qua tôi thấy có một cái gần cục tele đấy như thế này đúng may là tôi thành công. Làm nào ở đây có quát đấy, tí nó xuống dưới hang xem có quát. Tí nữa bên này có máy chế nhỏ, bên này đường mây má, mẹ nó tự nhiên sang. Thì đằng nào sang sau sang hành tinh. Tội đấy, chả nhớ mẹ. Cho em vào đây nhá. Sao vậy? Ném khí vào đây nhá. Đặt cái đó đó đi. Này thừa sức cái này có cái gì cắm vào ông chế thêm cái bacon đi à chế thêm cái platform cắm đi đấy platform nhỏ thôi gì cắm đó cái này hôm này này me đìm vào platform A đây này cái đây này. Thế nào cái bác platform luôn không cần thiết. Nào mình chạy cái đồ để lấy đồ. Chốt cái đồ để đó. Thế mình vẫn yếu năng lượng nhé. Ừ, thì đã cắm cái quạt vào đâu? Đã cắm quạt đâu? Chưa, đây, quạt tôi vẫn vứt ra chỗ đấy à.
Tao thằng thằng đỏ bật cái máy nó gọi bật cái máy nó gọi Chị đấy ở đây chứ. À, cái này nó chế cũng nhanh. Ôi, cái gì nhầm rồi. Cái đéo gì đấy. Cái đấy cũng được. Không được, cái này à. Đéo. Nhìn nhau ta. Đi đây rồi. Ôi, đây. Thì nó vẫn là platform thôi. Khác quái nhau đâu. Trông nó kỳ dị rồi, đấy. Đấy, okay, nhìn đẹp, nhìn ngầu, nhưng mà ra gì. Cũng ra gì đấy. Ôn tích cãi. Cũng ra gì đấy. Tôi bị thấy tốn diện tích rồi. Đang đây này, cái giữa này có làm gì đâu. Cái giữa này cháo tắt mẹ gì. Ơ đừng, đừng bỏ cái đấy. Mình mang theo chứ. Tôi tưởng ông xuống đây để lấy cái tan. Đấy, thế là tôi bảo ông mang theo cái hộp kia. Để tôi vứt đồ ra đây đã. Để lấy được nhiều. Cái này là sang bên A-Chốc. Cầm theo chứ. Đấy, cái hộp ấy. Bây giờ mình đi mấy cái này mình đem cầm. À, hiểu, cầm cái hộp đấy đi để cho được nhau. Em bỏ vô này nào. Nào hộ. Cầm luôn. Công dùng mấy cái pin bé này trông. Thôi đi kiếm đấy đi. Ủa nhưng mà có vẻ mình không đủ năng lượng như mình không này. Mà mình đang chạy cái gì mà nó lại. À không, không có gió thôi, không có gió thôi. Thôi đi đi, không sao đâu. Kệ đi, cái này mình chỉ để farm thôi mà. Mình cứ kệ nó thôi. Nó làm chậm thì nó kệ nó. Chả quan trọng đâu. Bây giờ cái hàng này đi xuống á. Tôi là tôi